Xin chào mọi người. Hôm nay mình cùng mọi người vào bếp nấu một món ăn rất là đơn giản, nhanh, gọn, lẹ. Đó là xà lách xoong trộn kiểu Đại Hàn. Trước tiên mình sẽ mua xà lách xoong về, mình rửa sạch như vậy nha mọi người. Chỉ có như vậy thôi, rồi xong mình đem qua mình bỏ vào nước sôi nấu rồi. Mình bỏ vô, mình để cho 30 giây là được nha mọi người. Kèm đem lấy dao liền. Xong mình nhúng nó vô trong cái thau nước lạnh đi nha mọi người. Vậy nha mọi người, để cho nó nghỉ nấu đó. Mình nhúng nó vô vậy để nghỉ nấu đó, để cho nó giữ được cái độ xanh lâu đó. Make sure là cho cái này nguội nha mọi người mới được ha, cho nó nguội hẳn ha. Đó, sau khi mình đem ra khỏi nước, mình phải dắt cho nước, dắt hết trơn mấy cái nước ra vậy nha, cho nó khô nha mọi người. Cái này mình cần phải có tiêu, nước tương, dầu mè với sesame seed với đường. Cái nước tương thì mình cần một muỗng nước tương như vậy nha mọi người, một muỗng đầy ha. This much sugar. Thì mình cần bao nhiêu đường nha mọi người? Mình cần bao nhiêu đường nè? Với một muỗng xì yếu, một muỗng nước tương đầy như vậy ha. Bây giờ mình bỏ nước tương vô đây. Ồ mọi người ơi, chắc mình nghĩ một muỗng không đủ đâu mọi người ơi. Thêm một muỗng nó đi mới đủ. Mình đi mình bỏ cho thấy nó hơi bị ít. Mình cần 2 muỗng nước tương nha mọi người. Em mình cần bao nhiêu đường nữa nha mọi người. Thêm tí nữa đi. Rồi, chỉ có như vậy thôi, bắt đầu mình trộn lên ha. Sau khi mình trộn đều gia vị của nước tương and đường xong xuôi, bắt đầu mình bỏ vô sesame oil, dầu mè vô nha mọi người. Đã, mình bỏ khoảng một muỗng dầu mè vô. Em mình bỏ luôn cái sesame seed này vô. Và cuối cùng mình bỏ luôn tiêu vô, mà tại vì mình không có tay bỏ tiêu thì hồi chút mình bỏ xa cũng được nha mọi người. Rồi mình trộn lên. Như vậy là hoàn thành rồi đó, sản phẩm hoàn thành rồi đó mọi người. Đã hoàn thành rồi nè mọi người. Mình đem ra dĩa là như vậy thôi. Đối thường thường cái này là của Đại Hàn, người Đại Hàn đúng đó, người ta phải bỏ thêm tỏi nữa. Nhà mình không thích ăn mùi tỏi cho nên mình bỏ qua bước đó. Còn bạn nào thích ăn tỏi bỏ thêm tỏi vô nha. Chúc mọi người thành công vào bếp làm với mình mọi món này nha. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người hỏi mình ở dưới cái description box, mình sẽ trả lời mọi người nha. Xin chào mọi người, chúc mọi người thành công. Tạm biệt mọi người.